Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dũng Phạm Billard, dpq.vn. Chắc hẳn là khi lựa chọn cái gậy bia, các bạn cũng đã từng nghe nói thuật ngữ mộc và công nghệ rồi đúng không? Ví dụ như kiểu như là gậy này mộc mạc dễ đánh, hay cây kia thì ngọn này công nghệ nên là tao đánh chả phải trừ tí má nào. Vân vân và mây mây. Nhưng mà ý nghĩa thực sự của cái cụm từ này là gì? Và mộc công nghệ ảnh hưởng như thế nào tới lối chơi, cách lựa chọn cây cơ cá nhân của bạn? Thì các bạn đừng bỏ qua video này và hãy cố gắng là xem hết toàn bộ từ đầu đến cuối nhé. Đây là một trong những video mình làm tâm huyết nhất với lượng nội dung và kiến thức cực kỳ lớn nhưng cực kỳ cần thiết cho tất cả các bạn. Mình cũng hy vọng video của mình sẽ giúp cho các bạn trả lời được những khái niệm cơ bản về lựa chọn gậy. Tại sao bạn đánh cây gậy này lại hợp, cây kia lại cảm thấy không hợp lắm và loại ngọn nào có thể phù hợp với bạn nhất nhé. Trước khi bắt đầu với chủ đề khá là trừu tượng này thì mình cần phải chắc chắn với các bạn là các bạn phải hiểu được độ bạt của cây gậy là gì đã. Thì trong cái video đầu tiên của cái series 2 tập này, mình sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản nhất về độ bạt, hoặc đơn giản hơn là giúp các bạn trả lời câu hỏi vì sao bạn đánh FV lại hay bị trượt. Và tiếp theo mình sẽ bàn luận với các bạn về độ bạt của cây gậy liên quan gì đến cụm thuật ngữ mộc và công nghệ mà các bạn thường hay nghe nói đến nhé. Độ bạt nghe rất là hoành tráng đúng không? Nhưng mà về bản chất thì các bạn có thể hiểu như sau. Khi các bạn đánh con bi cái không vào tâm bi mà các bạn đánh vào bên cạnh, có thể là cạnh trái hoặc cạnh phải ấy, thì con bi cái sẽ bị đá theo chiều ngược lại. Và đây là một hiệu ứng vật lý, bạn sẽ không bao giờ thay đổi được điều này. Và đây cũng chính là bản chất mà từ bạt được nhắc đến khi chúng ta muốn nói đến cái hiệu ứng này trong bộ môn bia. Và nhìn chung ấy, thì độ bạt là yếu tố chính khiến cho con bi của bạn xuất phát chệch hướng so với hướng ngắm ban đầu. Và bên cạnh đấy thì mỗi ngọn sẽ có một cái độ bạt khác nhau. Thì mình sẽ nói về cái nội dung này ở phần sau video này. Và chính độ bạt này cũng trả lời cho bạn câu hỏi vì sao bạn đánh FV lại không chính xác. Đấy, nó chạy đi hướng bắt đầu rồi còn đâu đúng không? Thực ra ngoài yếu tố về độ bạt ấy, thì nó còn một yếu tố khác là cái độ cong, độ xoáy của con bi khi mà nó có xoáy và FV. Thì đấy là một yếu tố khác thì mình giới thiệu sơ sơ qua một chút thôi. Còn cái hướng dẫn cách đánh FV để làm thế nào để đánh chính xác nhất thì mình sẽ ra mắt một cái video chi tiết hơn để hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách cụ thể nhất nhé. Ok, quay trở lại với chủ đề chính đi. Thực ra cá nhân mình thì mình cũng không biết cụm từ mộc và công nghệ xuất hiện từ bao giờ. Thì kể chuyện một tí thì thời gian đầu khi mình mới đi du học từ Mỹ về Việt Nam vào đầu năm 2017 thì mình có mang về Việt Nam hai cây gậy. Thứ nhất là cây Matt ZZ38 với ngọn VK700. Thứ hai là cây Josh với hai ngọn, một ngọn nguyên bản và một ngọn VK700 khác. Thì lúc đấy mình có qua quán ông anh mình để mình đi chơi. Thì anh mình lại khá tò mò về cây gậy vì thời điểm đó cây gậy đấy chưa ai ở Việt Nam có cả. Cây gậy nó không phải quá đắt tiền đâu nhưng mà cũng rất là đập đúng không? Thì anh mình có đặt cho mình một câu hỏi như sau: đây là ngọn mộc hay ngọn công nghệ? Mình ngớ mẹ người luôn. Thực sự thời điểm đấy thì mình cũng thấy khá là mông lung với cái thuật ngữ này. Bởi vì từ lúc mình đi du học thì mình mới tập 9B thì mình mới biết được thêm các kỹ thuật trong bộ môn BA như là chô hay cu lê hoặc những cái thuật ngữ kiểu chuyên ngành khác. Thời gian đầu thì mình còn không biết những cái cú đánh đấy trên tên tiếng Việt gọi là gì. Tiếng Anh là cú top spin hoặc là back spin. Thì hồi đấy mới về Việt Nam mình sẽ sử dụng dịch ra một cách khá là thô sơ là xoáy tới và xoáy lui khi mình muốn miêu tả những kỹ thuật này. Và mãi về sau thì mình biết là trong cái bộ MBA còn có rất nhiều cái tên thuật ngữ nghe rất là kêu như kiểu là chô phê thuận hay là cu lê phê rằng vân vân mấy mây. Đấy, sơ sơ qua thế. Quay trở lại với câu chuyện kia một tí thì thực sự lúc đấy mình cũng không biết trả lời cho anh mình như nào vì mình thực sự chưa hiểu cái ý của anh mình là gì. Và mình chỉ biết là một cái ngọn là ngọn bạt nhiều, high deflection sharp, và một ngọn là ngọn bạt ít, low deflection sharp. Thì mình có trả lời với anh mình là như thế, nguyên bản luôn. Thì anh mình bảo như sau: thế thì chắc chắn cái ngọn nguyên bản của cái Josh là ngọn mộc, còn VK700 là ngọn công nghệ. Thấy không? Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả các bạn ạ. Thời điểm đấy thì mình cũng chỉ hơi mường tượng được trong đầu rằng là có thể anh mình đang muốn nói đến cái ngọn nguyên bản, ngọn mộc là ngọn bạt nhiều. Còn công nghệ mà anh mình đang nói đến là ngọn ít bạt. Sau đấy một thời gian thì mình cũng có đi chơi ở một số quán khác xung quanh Hà Nội, tiếp xúc với nhiều anh em chơi bia hơn thì biết được rằng là các anh em hay gọi những cái ngọn như là Met 7 VK700 hay là ngọn Pre 314, ngọn V, ngọn Z hay là ngọn Revo. Những ngọn có độ bạt thấp thì các anh em đại đa số đều có sử dụng chung thuật ngữ là ngọn công nghệ. Còn những ngọn của các cây gậy, ví dụ như là từ cây gậy câu lạc bộ này hay cây mid để cho đến những cây cơ custom như Southwest, Super Tree, vân vân, những cái ngọn mà có độ bạt lớn thì anh em nhìn chung sẽ gọi là ngọn mộc. Đó,
Thì tới đây mình có thể tạm tổng kết cho các bạn là rằng là khi mà nhắc đến ngọn mộc ấy, thì tôi tin rằng anh em đang muốn ám chỉ đến cái ngọn cơ với độ bạc rất là lớn. Còn khi mà muốn nói ngọn công nghệ, nghĩa là anh em đang muốn nhắc đến những ngọn cơ có cái độ bạc ít. Đương nhiên đây là chỉ là cái thuật ngữ mang tính tương đối, vì trong cái ngọn mộc của mỗi hãng cũng sẽ có công nghệ sản xuất khác nhau để đáp ứng được các tiêu chuẩn của hãng đưa ra. Và trong những cây cơ ngọn mộc, cả mọi công nghệ vẫn có yếu tố mộc riêng, vì đại đa số ngọn cơ vẫn được làm chủ yếu từ gỗ và vẫn có cái độ bạc nhất định. Kể cả ngọn sợi carbon làm từ sợi carbon nhá, nó vẫn có độ mộc nhá, vẫn có độ bạc của con bi nhá. Và cũng có những ngọn carbon có cái độ bạc lớn luôn, thì đấy là bản chất của vật lý chúng ta không thể thay đổi được. Thì cái đấy chính vì vậy cho nên chúng ta không nên là quá là khắt khe đối với cả là cái hai về sử dụng hai thuật ngữ này. Không cần phải bắt nó phải chỉ đích danh ngọn mộc là ngọn gì, ngọn công nghệ là ngọn gì, có thể có ngọn lai giữa ngọn mộc và ngọn công nghệ nữa cơ. Mà tôi nghĩ rằng cộng đồng BI nói chung thì hầu hết đều đã thống nhất với việc sử dụng thuật ngữ mộc để nhắc đến những cái ngọn có độ bạc lớn. Còn ngọn công nghệ là nghe đang muốn nhắc đến cái ngọn có độ bạc thấp. Thế được rồi, hiểu đơn giản vậy thôi. Vậy tại sao lại có hai cái loại ngọn mộc và công nghệ như thế? Theo như mình đã giải thích ở phần đầu video thì cái độ bạc ấy chính là yếu tố khiến cho các bạn đánh con bi cái bị chệch khỏi cái hướng ngắm ban đầu. Và để đánh được FA thuần thục thì các bạn phải thực hiện trừ má, nghĩa là các bạn phải điều chỉnh cái điểm ngắm ban đầu để bù trừ lại với cái độ bạc mà cái ngọn cơ gây ra cho con bi cái, đúng không? Và đương nhiên thì khi phải trừ má thêm việc rồi, chắc khi thêm việc cái sai số sẽ tăng lên do các bạn phải thực hiện những cái điều chỉnh nhất định. Vì ví dụ như là trong cái clip sau đây tôi cho các bạn xem, thì các đang sử dụng FA lên con bi nhé, thì các bạn thấy là cái gậy nó chỉ ra một chỗ chả liên quan gì đến con bi mục tiêu luôn, nó tít bên cạnh cơ, nhưng mà anh vẫn đưa con bi đấy vào lỗ mà. Thì đã thực hiện những sự điều chỉnh rất là lớn để có thể sử dụng một FA một cách hoàn hảo. Và kỹ năng này yêu cầu bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức để có thể quen với mức độ điều chỉnh, quen với má ngắm và hiểu được cái gậy của mình. Do đó cho nên là các nhà sản xuất trên cơ trên thế giới đều muốn tìm ra cái phương pháp để mà giảm thiểu bớt cái độ bạc của cái gậy này, giúp cho con bi nó đi xuất phát gần sát hơn với cái tia ngắm ban đầu của bạn, giảm thiểu cái việc phải điều chỉnh và khiến cho việc sử dụng FA trở nên dễ dàng hơn và thuận lợi hơn cho các bạn. Và đây cũng chính là ngọn nguồn cho cái cụm từ má mộc, má công nghệ. Khi mà về cơ bản cái má mộc ấy là cái ngọn của ngọn bạc lớn, các bạn sẽ bù trừ khá là nhiều, còn má công nghệ thì các bạn vừa phải bù trừ khá là ít. Và đây cũng chính là nguyên nhân cốt lõi khiến cho các bạn khó có thể chuyển được từ ngọn này sang ngọn kia và ngược lại. Ok, vừa rồi là điểm khác biệt cơ bản giữa ngọn mộc và công nghệ. Vậy thì các nhà sản xuất làm như thế nào để làm giảm bớt độ bạc đi của ngọn cơ? Theo như rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh, thì khi phần đỉnh gần đầu tẩy của ngọn cơ có trọng lượng nó được nhẹ hơn nhé, phần đầu ngọn cơ sẽ có xu hướng thoát khỏi cái hướng phát lực và con bi theo hướng các bạn đánh FA. Do đó thì độ bạc của bi sẽ được giảm đi. Các bạn có thể hình dung cái hiệu ứng này như thế này này. Các bạn cầm một cái cây cơ, một cái gậy bằng ống cao su. Khi mà phát lực vào con bi ấy, thì đầu tiên ống cao su sẽ đi đâm thẳng con bi này, biến dạng sang một bên này. Thì khi mà con bi nó xuất phát đi rồi thì cái ống nó bắt đầu mới trở lại trạng thái ban đầu, và nó gần như là nó không bị lệch nhiều so với cả là cái hướng đánh ban đầu của bạn. Thì nguyên lý này nó cũng tương tự đối với cả ngọn bằng gỗ và carbon. Phần đầu càng nhẹ thì gậy càng thoát ra nhanh. Chỉ có sự khác biệt là cái hiệu ứng này nó xảy ra với tốc độ nhanh hơn mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Thì đây chính là nguyên lý cơ bản cho các nhà sản xuất BI nói chung đã nghiên cứu và phát triển các dòng ngọn công nghệ của riêng hãng mình. Nhìn chung thì nó có những cái công nghệ chính như là làm rỗng đầu gậy này, ghép mảnh này, khoét rỗng lõi, sử dụng vật liệu thay thế nhẹ hơn, đưa xốp carbon vào trong lõi, vân vân mây mây. Mục tiêu cuối cùng là để giảm trọng lượng ngọn, đặc biệt là phần đỉnh của ngọn, mà không giảm đi lực của cú đánh. Mỗi hãng đều đã ra đời nghiên cứu và cho ra đời các dòng ngọn ít bạc khác nhau. Ví dụ như là Med thì chúng ta có ngọn với cái Alpha, Sigma, X-Pro, X9. Hay Pre thì có 314, V, Revo. Tất cả đều là thành quả của quá trình nghiên cứu và phát triển rất lâu năm của hãng. Mỗi dòng sẽ cho chúng ta một cái cảm giác khác nhau. Và tôi nghĩ rằng chính các bạn nên là người trải nghiệm để lựa chọn được ngọn công nghệ hay là ngọn mộc phù hợp nhất với lối đánh của mình. Ok, sơ sơ qua thế thôi. Còn tôi nghĩ rằng để nói tất cả những cái điểm khác biệt lớn và phương thức sử dụng đối với từng dòng ngọn mộc và công nghệ thì các bạn chắc quá tải mất vì lượng kiến thức nó khá là nhiều. Thế nên tôi xin phép là trong video phần thứ 2 của nội dung này thì tôi sẽ so sánh ưu nhược điểm của ngọn mộc so với ngọn công nghệ để các bạn có thể hiểu rõ hơn về hai cái dòng ngọn này và cách thức sử dụng hiệu quả đối với cả một số loại ngọn phổ biến
để các bạn có thể lựa chọn cho mình được cái dòng gậy phù hợp nhất nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, theo dõi. Hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Và đừng quên là hãy đón xem phần 2 của nội dung ngày hôm nay. Xin bật mí là cực kỳ chi tiết, cực kỳ thú vị nha. Nhiều thứ hay ho lắm. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn cho những video sắp tới.